Xin chào các bạn đã đến với kênh Thành Nhân Về Cây Sần. Và hôm nay tôi sẽ đi mua quà 20 tháng 10 ở tại cửa hàng Small Gift Shop tại 20 Phan Huy X. Không nhiều đâu, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cửa hàng luôn. Tôi đang có mặt ở trong siêu thị tại 20 Phan Huy X. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tham quan một số các đồ ở trong đây nhá. Đây là kẹp tóc, kẹp tay. Đây không biết đây kẹp gì. Đây là kẹp chun, chun tóc, chun buộc tóc. Đây là bờm nhá. Đây là cái đeo tay, rất nhiều loại luôn. Đây là gì ta? Đây là đeo vòng tay, đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Ở đây có rất nhiều thứ. Đây là không biết đây là cái gì ta? Nước hoa khô. Đây là khăn, viên khăn ấy. Đây là chun nhá, kể cả chun buộc tóc cũng có luôn. Ở trên kia chúng ta có thể nhìn thấy đây là chiếc đồ chơi chiếc két thông minh. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, rất là đẹp luôn. Đây là bút heo hình dạng ngôi sao, hình mặt trăng với cả hình cái túi, hình cái mây. Đây, bút bông. Đấy, bút theo hình nhân vật mà mình yêu thích. Bút này là bút hoa, bút màu sắc, có giá là 20.000 một cái. Đây là bút trà sữa nhá. Nói chính xác đây là một loại bút bão nhất dành cho giới trẻ. Bút dày, bút cà rốt, bút ly. Ly này là ly kem nho, ly kem chanh, ly kem thanh long. Đây toàn là đồ dùng học tập cơ bản thôi. Đấy, rất là đẹp. Đây là túi sách nhá, túi sách siêu mini. Đây là một số các loại hoa ở trên cùng. Đây là bình nước. Đây là quạt mini. Đây là những đồ chơi. Và ở dưới đây là đồ chơi dành cho trẻ em. Nói chính xác là đồ chơi của trẻ em thì chắc chắn là có giá trên, có giá dưới 100.000. Đó, à đúng rồi. Đây là hộp gì đây? Hộp loa. Hộp loa 65.000. Trên đây là có một số các thứ đồ dùng cá nhân, như là hộp bút, máy tính, súng bắn keo. Đây là hộp bút nha, lọ đựng bút. Đây là thước kẻ. Đây là gọi là keo và compa, băng dính. Rất đẹp luôn. Ở dưới kia là hộp bút sáp màu, rất là thơm. Ở dưới đây là hộp bút mực, rất là đẹp. Dưới cùng là tệp file. Cái này là cặp clear. Đó, ở dưới cùng cũng là một cái túi rất là xinh xắn. Đây là vỏ iPhone nhá. Vỏ này là vỏ iPhone. Từ trên là vỏ iPhone 6 cái gì. Và ở dưới cùng là vỏ của iPhone 11. Cái này là đẹp nhất. Đấy. Tôi cũng không dám mua iPhone 11 vì giá đắt. Đây, iPhone 7 Plus. Rất nhiều loại vỏ luôn, rất nhiều loại vỏ iPhone luôn, kể cả vỏ điện thoại Samsung cũng có luôn. Đây là dây đeo thẻ, rất là đẹp. Dưới đây là ô nhá. Đây là sao và kim tuyến, rất là đẹp. Trên kia là lọ xịt nhá, lọ xịt để dành cho Noel. Đồng hồ đeo tay. Dưới là bức tô tượng, rất là đẹp. Ở đây có một số loại móc khóa rất là ngộ nghĩnh và hài hước nhất, đó chính là này. Đó là phân. Có giá là 38.000. Cái loại hài hước nhất, cái loại có điện tử nhất, đó chỉ là cái máy tính 58.000. Cái máy như kiểu là máy chơi game ấy. Các bạn rảnh, các bạn có thể cầm cái này chơi game. Đấy, cái này là bão nhất, 58.000. Đây là
Đây gọi là cái gì ta? Đây chắc là gương. Đây chắc có phải gương không? Tôi không biết. Ở kia là có cái loại cái bịt mắt. Đấy, bịt mắt nước. Rất là đẹp. Có giá là 28.000. Rất đẹp luôn. Đây là hộp tranh. Hộp tranh này, hộp tranh là bằng gỗ. Có giá 40.000. Hộp vở vẽ A4. Đây là hộp là bút. Hôm nay là hộp bộ bút nha. Kể cả kim tiêm vẫn là bút nha. Hình kim tiêm vẫn là bút. Tẩy. Hay là đây có phải cục gỗ không? Hay là tẩy. À đây là hộp đóng dấu nhá các bạn nhá. Hộp đóng dấu. Đây là hộp sổ nhá. Đây là chỗ đựng sổ. Còn đây là các cái loại cuốn sổ, cuốn đinh sổ. Cái hình đẹp nhất đó chính là hình con ngựa kỳ lân. Rất là đẹp, có giá 25.000. Đây cái bã nhất là hình tượng Webebe. Chúng tôi đơn giản là gấu. Từ ngày xưa tôi xem cái phim hoạt hình này rồi. Các bạn nhìn thấy đấy. Đấy, loại hình này rất là đẹp. Cái này chỉ dành cho giới trẻ thôi. Ở trên đây là có những cái loại đèn bàn. Đèn bàn rất là ngộ nghĩnh. Ở giữa đây là những cái bộ đồ chơi Lego. Nhưng mà đây là Lego của hãng khác. Không phải là Lego thật. Toàn là hãng của Trung Quốc hoặc là hãng của nước nào ấy. Đó là đồ chơi Lego không có thật nhé. Ở đây có một cái hộp, đó chính là hộp cờ cá ngựa. Mini nhất là 35.000 và cao nhất là 100.000. Đây là con thú nhồi bông, hình người nhện, hình trà sữa, rất là đẹp. Đây là các loại đồng hồ. Loại đồng hồ đẹp nhất ở đây là cái này. Cái này là giá là 115.000. Kiểu dáng rất là đẹp. Tiếp theo chúng ta có một cái loại khung. Loại khung. Cái này là nhiều bạn cũng biết khung gập này. Khung gập này để đựng cho vợ chồng. Cái này khi các bạn cưới xong thì là các bạn có cái khung này rất là đẹp. Đây là cái chỗ này là chỗ đựng bút ý. Hình cây tháp này là tháp gì ta? Tôi không biết tháp này tháp gì. À đúng rồi, tháp đồng tiền. Tháp này là tháp tôi không nhớ tháp này tháp gì. Tôi cũng biết là chỉ có thành phố thôi. Cái này là đẹp nhất này. Đu quay, hình đu quay rất là đẹp. Đây là hình ông bà đang đọc sách, chăm mèo, xong rồi ông bà đang chơi cờ. Đây là đồ Paris nha. Hộp tháp Eiffel. Cái này làm bằng gì? Sắt. Có giá là 105.000. Cái nhỏ nhất có giá là 45.000. Rất đắt luôn. Tượng nữ thần tự do. Nữ thần tự do rất là đẹp. Xem có giá không? 105.000. Đồng hồ nước rất là đẹp. Đấy. Các bạn xem nhé. Đấy, đồng hồ nước tự nó chảy xuống. Đồng hồ này là rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy là nó chính xác là rất là đẹp. Đấy. Đổ giọt nước càng lâu, đổ càng nhiều thì giọt nước sẽ rơi xuống. Đấy, đến chỗ này là đổ từ từ. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Trên đây là đồng hồ cát nhá. Đồng hồ cát, cho các bạn xem nhá. Đấy. Đồng hồ cát đi lên. Cái này là nước thì nó đi lên. Rất là đẹp không? Hộp vòng quay mặt trời hình Hello Kitty.
Đây là hộp cây xương rồng. Ở đây có những cái loại đèn. Đây emoji này. Rất là đẹp. À 20 tháng 10 là cái tâm đắc nhất. Thế nên là tôi sẽ xem. Đây là hoa nhé. Đây là bông hoa rất nhỏ. Có giá 65.000. Đây, hoa 28.000. Loại đẹp nhất. Đây là con lắc nha. Cái mà tôi vẫn chưa từng nhìn thấy. Đây là con lắc nha. Con lắc nha. Đang xem nhé. Đấy. Rất hay đúng không? Trên đây là có một số các loại hộp quà. Đấy, hộp quà màu nào cũng được. Nói chính xác là đây là một hộp quà rất là đẹp nhưng giá rất là đắt. Đó. Dưới đây là một chiếc cặp mini rất là xinh xắn luôn. Cặp mà các bạn giới trẻ yêu thích nhất đó chính là cặp trên cùng. Đây, Wee Bebe gấu xám rất là đẹp. Có một số các loại cặp khác và ở trên đây cũng có vậy. Đây là một số loại các sticker theo bảng chữ cái rất là đẹp. Loại sticker hay nhất đó chính là loại bàn phím rất là đẹp. Đấy. Phím nào chả được, rất đẹp luôn. Loại phím bảng cổ nhất là y hệt như Winner 95 hay 98 gì tôi không biết. Ở đây có một số loại ca nước. Khi mà các bạn khát thì các bạn cầm ca nước, nhưng mà các bạn phải đựng nước ở trong thì các bạn có thể uống được. Và cái loại đẹp nhất là BTS. Đấy, rất là đẹp. Còn dưới đây có một loại slam, nhưng loại slam này là loại slam chai Heineken. Tôi cũng không biết giá là bao nhiêu. À có giá đây. 20. Đây là lọ slam. Chắc là nhiều bạn cũng thích Slam rồi, rất nhiều ma quái. Đây là cát gì, cát động lực đấy. Xem rất nhiều trên YouTube thì tôi cũng biết về cát động lực rồi đấy. Có giá là 28.000. Nến số, cái này là dùng trong sinh nhật thôi. Nến các hình khác thì chỉ dùng trong sinh nhật thôi. Vậy là tôi đã tham quan xong các thứ ở trong siêu thị 20 Phan Huy X. Thì bạn nào muốn mua thì các bạn hãy đến 20 Phan Huy X nha. Ok. Thì bây giờ tôi sẽ mua quà cho mẹ tôi và em tôi nhá. Ok. Vậy là tôi đã gói quà cho em tôi và mẹ tôi. Thì nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10 thì xin chúc tất cả các chị em phụ nữ ở Việt Nam luôn xinh đẹp, luôn vui vẻ và luôn hạnh phúc nhá. Ok, thì gói quà này tôi làm vội quá. Các bạn là làm bằng giấy A4 mà. Đấy, dùng toàn phí là phí hết. Đấy, các bạn thông cảm cho tôi nhé. Cả hai phần quà. Đó, phía sau tôi sẽ tặng quà cho em tôi và mẹ tôi nhá. Ok, video của chúng ta đến đây kết thúc. Nếu như các bạn thích video này, hãy gửi cho tôi một nút like, một nút chia sẻ. Đừng quên bấm nút đăng ký và ấn hình quả chuông để nhận được các video mới nhất từ Thành Niên Vacation nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này.